Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel, mình là Hải Quy. Tính tới thời điểm tại thì Bphone đã ra mắt được khoảng gần 2 năm và chỉ còn khoảng 3 ngày nữa thì chiếc Bphone 2 sẽ chính thức được BKV giới thiệu trong một sự kiện lớn được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thông tin về chiếc Bphone 2 thì đã được rò rỉ khá nhiều và đã có rất là nhiều ý kiến tranh luận rằng liệu Bphone 2 sẽ thành công hay lại tiếp tục thất bại như là Bphone 1. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình xin đưa ra một vài ý kiến cá nhân của mình để xem liệu rằng là BKV nên làm những gì để có thể đưa chiếc Bphone 2 đến gần với người dùng hơn nhé. Nhìn lại một chút về Bphone thế hệ đầu tiên. Về cấu hình thì máy được trang bị đó là con chip Snapdragon 801, 3GB RAM cùng 16GB bộ nhớ trong với phiên bản là thấp nhất và không hỗ trợ kèm thẻ nhớ gắn ngoài. Đây là một cấu hình ngang ngửa với lại các flagship thời bấy giờ, siêu phẩm hàng đầu thế giới. Chiếc máy đẹp nhất thế giới, có khả năng nghe nhạc hay nhất hay là có camera đẹp nhất là những cái mỹ từ mà CEO Nguyễn Tử Quảng của tập đoàn BKV dành cho sản phẩm đầu tay của mình. Một chiến lược marketing rầm rộ khi mà trước thời điểm Bphone ra mắt tới cả tháng, trên tất cả những cái mặt báo hay là những trang thông tin về công nghệ đã có đăng tải hàng loạt những bài viết với hàng loạt những cái lời khen dành cho siêu phẩm hàng đầu thế giới được sản xuất bởi bàn tay và trí óc của con người Việt Nam. Nhưng thực tế thì sao? Siêu phẩm mà được ông Quảng khen ngợi hết lời lại có một chất lượng hoàn thiện không thực sự tốt. Ở trên một số máy thì còn có hiện tượng là mặt lưng và kính bị nứt sau một khoảng thời gian sử dụng. Phần mềm được tối ưu không thực sự tốt. Camera có khả năng là chụp trước lấy nét sau, không hoạt động không thực sự ổn định. Máy còn được bán ra chậm hơn khá là nhiều so với lại thời gian được công bố. Và hệ quả tất yếu là người dùng dù đã mua Bphone hay là chưa thì đều phản hồi lại với những cái mỹ từ ngược lại hoàn toàn so với lại những gì mà ông Quảng đã nói. Có thể một số bạn sẽ nói rằng mình quá khắt khe, quá toxic với lại Bphone, rằng đây chỉ là một sản phẩm đầu tiên do người Việt sản xuất thì chắc chắn nó sẽ vẫn có lỗi. Nhưng nếu không nhìn thẳng nói thật rằng Bphone là một sự thất bại hoàn toàn thì làm sao mà những thế hệ sau có thể tốt hơn được, hay vẫn là những mỹ từ đẹp hơn tranh vẽ, một sự nổ không cần thiết để rồi nếu có thất bại thì lại ca đi ca lại cái bài là rút kinh nghiệm, mình sẽ cố gắng hơn vào lần sau. Tiếp tục với chủ đề, đã cận kề tới ngày ra mắt Bphone 2 rồi và thực sự lần này thì mình rất là thích cách mà ông Nguyễn Tử Quảng cùng tập đoàn BKV đã làm. Họ âm thầm lặng lẽ trong gần 2 năm trời, khi mà cái tên Bphone đã gần chìm hẳn thì đùng một cái những thông tin về chiếc Bphone 2 lại được rò rỉ, không khoa trương, không hề hoa mỹ một chút nào. Mình thấy điều này là cực kỳ đúng đắn bởi vì người dùng không cần nghe quá nhiều, họ cần phải được nhìn thấy và cần được trải nghiệm thực tế. Tiếp theo mình sẽ nói về phần cấu hình. Theo như những thông tin rò rỉ thì Bphone 2 sẽ được sử dụng cho mình đó là con chip Snapdragon 625. Nếu đây là sự thật thì Bphone 2 sẽ là một bước cải lùi về cấu hình so với lại là Bphone thế hệ đầu tiên, nhưng sẽ là một bước tiến rất lớn để giúp cho sản phẩm này có thể tiến lại gần hơn đối với người dùng. Snapdragon 625 là một con chip tầm trung của Qualcomm, nó có hiệu năng đủ dùng. Hơn nữa con chip này lại được sản xuất trên tiến trình 14 nanomet nên sẽ không tiêu hao quá nhiều dung lượng pin, nhưng tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn. Cấu hình thì chỉ là thông số về phần cứng, còn thực tế hoạt động ra sao thì nó phụ thuộc rất nhiều về mặt phần mềm. Đừng đem Bphone ra so sánh với iPhone nữa, bởi vì Android dù có tùy biến như thế nào đi chăng nữa thì đến thời điểm hiện tại Android vẫn chỉ là Android. Sự mượt mà trong cái quá trình trải nghiệm của người dùng không thể nào mà so sánh được với lại iOS. Cái mà ông Quảng cần làm là hãy khiến cho Bphone nhanh hơn, mượt hơn những sản phẩm cùng phân khúc, cùng con chip hay ít nhất là có hiệu năng là tương đương. Hãy tập trung làm tốt một khía cạnh, đừng cố hoàn thiện tất cả để rồi không có một cái gì nổi trội cả. Hãy trang bị cho máy một cấu hình tập trung nhưng với một cụm camera tốt, đặc biệt là hãy quan tâm vào camera trước. Mình thấy có khá là nhiều thông tin cho rằng là Bphone 2 sẽ có khả năng chống nước. Theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là một điều cực kỳ cần thiết, bởi vì trong phân khúc giá tầm trung chỉ có Samsung là trang bị cho những sản phẩm dòng A của mình là khả năng chống nước mà thôi. Còn về giá bán thì sao? Nếu Bphone 2 được bán ra với mức giá bằng hoặc thấp hơn những sản phẩm đến từ thị trường Trung Quốc thì mình chắc chắn chiếc máy này sẽ cực kỳ thành công. Nhưng nếu BKV vẫn giữ cho chiếc máy này với một mức giá trên trời hay là bằng với những sản phẩm đến từ Samsung thì thực sự là Bphone 2 sẽ rất khó có thể tiếp cận đến người dùng. Cuối cùng mình sẽ nói về mặt phần mềm cũng như là tính năng ở trên máy. Bphone 1 là một cuộc nhồi nhét về mặt công nghệ. Mình mong rằng ở trên thế hệ Bphone 2 này, BKV sẽ loại bỏ bớt những cái công nghệ không cần thiết, tập trung vào những cái tính năng mà thực sự quan trọng đối với người dùng. Hãy làm cho Bphone 2 thực sự là khác biệt, hãy tạo cho sản phẩm này một cái điểm nhấn trong lòng của người dùng. Với tư cách là một người yêu công nghệ thì mình thực sự mong là Bphone 2 sẽ thành công. Các bạn có đồng ý với quan điểm của mình hay không? Hãy để lại ý kiến ở phần comment phía bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe Click My Channel để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye.